với tấm lòng nhân ái để không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch. Mỗi phần cơm gửi gắm nhiều tình cảm, yêu thương, mong muốn góp thêm sức mạnh để đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, người dân cùng mạnh mẽ vượt qua đại dịch. Mỗi ngày, 20.000 phần cơm chay và mặn miễn phí được chương trình Bữa Cơm Yêu Thương chuyển đến bác sĩ ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly, những hoàn cảnh nghèo khó. Mỗi phần ăn bao gồm cơm, rau, canh và món chính sẽ thay đổi món theo từng ngày. Đồng thời có thêm một hộp sữa tươi hoặc trứng gà hay trái cây để giúp bà con được tăng cường sức khỏe. Đối với các y bác sĩ, các tình nguyện viên làm việc tại các cơ sở y tế, chương trình chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, đa dạng về món ăn, món tráng miệng để mọi người có đủ năng lượng hoạt động trên mặt trận chống dịch. Bên cạnh các suất cơm, chương trình còn chuẩn bị các phần quà với mỗi phần gồm gạo, mì tôm và các loại gia vị thiết yếu nhằm đảm bảo cuộc sống của các hộ gia đình nghèo trong khu vực bị phong tỏa.